Xin chào cả nhà nha. Tối nay Lan chuẩn bị là món gỏi bò nha bà con, gỏi thịt bò. Ở đây thì Lan có bầm xong tỏi, ớt, sắt ra, củ hành đang sắt mỏng rồi, dưa leo, bắp cải, tím, cà rốt và bắp cải Lan sắt xong rồi, hành lá, ngò, ngò rí. Rồi ở đây thì Lan có 1,5 miếng thịt bò, bắt đầu Lan đi chiên thịt bò. Rồi Lan mới làm gia vị, Lan làm xà lách, gỏi bò. Mời cả bà con coi Lan làm sao nha. Rồi bây giờ bắt đầu Lan pha chế nước mắm nha bà con. Cái nước sốt để trộn xà lách đó. Thì trước tiên Lan để tỏi nè. Lan bằm tỏi rồi. Ớt. Để vô một muỗng đường, chút xíu bột ngọt. Bà con nào không muốn ăn bột ngọt thì không để cũng không sao nha bà con. Này Lan để 2 muỗng nước mắm nha, 1 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Rồi bắt đầu Lan nặng tắt vô. Ha chanh gì cũng được bà con, không có cần thiết phải đúng. Bắt thì Lan cũng lường luôn. 1 muỗng. Đó, cái này là 2 muỗng rồi mình mà trộn lên. Rồi Lan lấy cái ngò, cái cọng ngò Lan sắt cho nhuyễn đi. Đang trộn lên cho nó đều. Rồi mình cứ nêm thử coi nó làm sao. Nó vừa khẩu vị mình không? Rồi được rồi đó bà con. Giờ bắt đầu Lan sắc hành nữa. Hành thì tùy bà con nha, muốn ăn nhiều ăn ít thì mình bỏ vô nha. Chắc Lan bỏ 2 cọng thôi, chừa lại 1 cọng đi, nhiều quá. Lại có hành củ ở đây nè. Cái này rau thơm nha, Lan lặt xong rồi nha bà con, có rau thơm nữa đó. Bỏ cái này đi. Cái này cà rốt nha bà con, Lan để vô từ một cái cho bà con thấy nha. Cái này dưa leo ha. Rồi cái này là bắp cải nha. Đó, rồi cái này là xà lách, Lan để vô. Xà lách Lan để vô. Cái này là rau thơm. Rau thơm, hành lá. Cái này củ hành. Wow, sao nhiều thứ quá. Cái này nước sốt đang để vô cho nó thấm nha, không để hết nước sốt vô.
cái thịt bò Lan đi làm sao nha bà con, thịt bò Lan chiên Lan làm sao, Lan mới trộn sao vô. Mình có thể ăn thử cái này coi nó làm sao bà con, nó mình trộn gì rồi mình có thể ăn thử coi nó vừa chưa. Nó vừa ăn rồi bà con, giống như là nó không cần chấm nước mắm luôn, rất là vừa ăn rồi. Rồi bây giờ đầu Lan đi chiên thịt bò. Nó xong cái rau xà lách rồi. Rồi bây giờ Lan chế dầu ăn. Rồi bây giờ nóng rồi Lan để đổ vô cho nó thơm. Thịt bò vô. Mình chiên bò và con chiên cái lửa cho lớn nha, cho thịt bò nó đừng có chín tới ở trong, nó chín ở ngoài thôi. Cái này đang chế vô chút xíu rượu cho nó thơm nha bà con. Lan để rượu nấu ăn thôi nha bà con, khúc chiên quay thôi, rượu nấu ăn thường thôi. Cho nó thơm miếng thịt bò. Rồi Lan tắt lửa nha bà con, không có chín hết nha. Bây giờ Lan tắt lửa lấy ra đặt ra sắt nó. Bây giờ bắt đầu mình sắt thịt bò. Cái này là khoảng Lan nghĩ cỡ 70% chín đó bà con, chứ không có 50. Tại sống có anh Liên không chịu. Không dám ăn sống đó. Mà gỏi bò thì phải sống mới được chứ không sống thì đâu có được. Để đây bên bên. Vô. Tại rất tối rồi tức cái đèn. Rồi xong rồi bật Lan chắc lên. Xin chào cả nhà. Tối nay Lan đã chuẩn bị xong món gỏi bò tái chanh nha bà con. Rất là ngon theo kiểu của Thái. Mà nhưng Lan không có bỏ thính nha. Đáng lẽ kiểu Thái thì mình phải bỏ thính mà kỳ này Lan không có bỏ thính. Thịt bò thì Lan chiên có khoảng chín là khoảng 70% bà con, chứ không có sống quá, tại ông xã mình không thích sống quá. Nếu bà con nào ăn sống được thì mình chiên hơi sống sống một chút thì nó ngon hơn đó. Mà cái này ông xã Lan ăn sống không được nên Lan phải chiên hơi chín chút xíu. Lan quay phim tới đây, bà con coi có thích món gỏi mình á cho thì cho Lan xin một like ủng hộ Lan dùm. Lan không có quay cái lúc ăn nha bà con. Thôi tới đây xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.